nay đây là lần thứ hai Quyết được đạt được cái danh hiệu quả vàng, thì Quyết rất là biết ơn đến đơn vị tổ chức giải, đó là báo Dân Phòng Hiệp Hội đã tín nhiệm Quyết, và Quyết cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng như các anh chị em phóng viên báo chí, để được ngày hôm nay thì những lá phiếu của các thầy, các anh chị em báo chí cũng như các bạn đồng nghiệp là rất là quan trọng để Quyết ngày hôm nay đạt được cái danh hiệu này. Quyết vô cùng biết ơn. Ngày hôm nay Quyết trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì Quyết nghĩ là cái lời cảm ơn nó chưa là đủ. Quyết vô cùng biết ơn đến Trung tâm bóng đá Viettel đã đào tạo ra Quyết, và cũng vô cùng biết ơn đến câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, nơi mà Quyết đã trưởng thành và đã phát huy tất cả những cái khả năng của Quyết để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Để nghèo hôm nay Quyết đạt được cái quả bóng vàng. Thành công không bao giờ là đích đến, thành công là một quá trình rèn luyện, kiên nhẫn, nó là một hành trình để Quyết nỗ lực. Quyết nghĩ là trong mọi thành công chúng ta đều phải lúc vui lúc buồn thì chúng ta vẫn phải về nhà, mà chỉ có gia đình mới là nơi mà lúc nào cũng là chia sẻ những cái nỗi buồn cũng như những cái sự thành công. Hôm nay có cậu con trai của Quyết, có vợ Quỷ cũng như gia đình, Quyết muốn gửi lời cảm ơn đến vợ con gia đình đã luôn đồng hành chia sẻ niềm vui cũng như sự thành công ngày hôm nay của Quyết. Ý cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi lần thứ hai được chạm tay vào chiếc quả bóng vàng futsal trong sự nghiệp Quý. Nó có ý nghĩa rất là lớn trong năm nay, vì trong năm nay có rất là nhiều giải đấu quan trọng đối với đội tuyển cũng như câu lạc bộ. Về đội tuyển thì sẽ tranh vé vào vòng chung kết châu Á, còn về câu lạc bộ thì cố gắng thi đấu tốt để lấy lại hai chức vô địch mất năm 2012. Gia đình luôn là động lực để cho Ý phấn đấu mỗi ngày. Gia đình luôn ủng hộ cái con đường của mà Ý đã chọn trong suốt 6 năm vừa qua. Thứ hai thì Ý muốn gửi đến ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như anh em trong câu lạc bộ cũng như trong đội tuyển đã luôn ủng hộ và giúp đỡ trong suốt quãng đường thời gian vừa qua.